Dạ con nghe nè má. Ủa con đang đi ngoài đường hả? Dạ con mới học ra mà trên này mưa quá má ơi, con đang kiếm chỗ núp nè. Ủa mà má gọi con có chuyện gì không? Thì mới ngồi nói chuyện với ba con, xong rồi ba con nhắc tới cái chuyện mà con không chịu ở cái chút xá đó, xin ra ngoài á. Mà rồi có kìm được cái phòng nào ổn ổn chưa con? Mấy ngày nay con nản quá má ơi, con đi kiếm phòng á hả mấy bữa trời luôn á mà chưa có cái phòng nào ưng ý hết á. Cái phòng á mà con ưng á thì giá cao quá, giá trên trời không à, mà phòng á mà con không thích á thì giá lại được, mà nói chung là nó không có sạch sẽ mà nó ồn ào lắm, con không có thích, nó không có yên tĩnh, nhắc tới con nản ghê má ơi. Ừ thì cũng như coi đi mua nhà vậy đó con, phải chịu khó một chút mới kiếm được cái chỗ ưng ý. Nhưng mà làm gì thì làm á, chiều con nên cho nên ba mẹ mới cho ra ngoài ở một mình, cho nên phải kiếm cái chỗ nào cho an ninh đó nha. Trộm cắp bây giờ nó toàn là đi khuya khoắt rồi nó canh mấy cái phòng trọ không đó. Dạ con biết rồi, lần nào á má gọi cho con á má cũng ca mấy cái bài ca con cá này hết trơn á, con thuộc nằm lòng luôn rồi nè. Má dặn á là không bao giờ bị thừa đâu á nha. Thôi con biết rồi, má yên tâm đi. Ừ thôi lo về rồi, còn cơm nước nữa nha con. Dạ con biết rồi, vậy lát gặp má nha, con cúp máy nha. Dạ chào má. Phòng cho thuê, điện nước, wifi 1.3 triệu một tháng. 1.3 triệu, rẻ quá vậy ta. Được á. Dạ con chào chú. Chú ơi, chú cho con hỏi á là cái tờ giấy mà treo ngay ấy cục điện á, chú biết không? Chú biết cái địa chỉ đó không? Chú chỉ con với. À cái địa chỉ này hả? Dạ. Dán đó. Ôi. Dạ dán cái đó đó chú. Trong này nè, gần sạch ta. Dạ. Nhưng mà đó con gọi trước đi coi còn có nhà không, ngắt công đi rồi tốn tiền. Dạ. Dạ rồi, để con gọi cái số điện thoại trên này. Ờ, có số điện thoại gì trong đó đó. Dạ, không. Tôi ở dưới quê mới lên, thấy có tờ rơi còn phòng trống, cho thuê phòng trọ giá rẻ mà phòng lại chất lượng nên thấy vậy mừng lắm. Liên lạc với địa chỉ cho thuê thì có một người phụ nữ nghe máy. Chị ta nói cứ theo địa chỉ trên rồi tới xem phòng. Dạ dạ rồi, em chào chị. Dạ. Có nhà hả con? Dạ có nhà chú, vậy chú chở con qua đó nha. Rồi. Dạ. Yên tâm, gần sạch bên này à. Dạ rồi, con cảm ơn. Con đợi vô nha. Dạ. Gần đây luôn hả chú? Gần. Dạ. Vậy chắc chở con qua đi. Dạ rồi. Rồi đúng nhà này rồi con. Dạ. Rồi. Dạ bao nhiêu cho con gửi chú? 30 con. Dạ rồi. Rồi. Dạ đây con gửi. Dạ, chú. Cảm rồi. Ơn chú nha. Rồi rồi. Dạ. À, địa chỉ đó con. Dạ vô rồi. Kêu cửa nha. Dạ. Rồi. Chú về. Rồi chú đi. Dạ. Chị ơi, có ai ở nhà không? Chị ơi chị. Em chào chị. Gì vậy em? Dạ em tới coi phòng á, hồi nãy em có gọi điện thoại cho chị á. Giờ em tới coi phòng nè. À. Dạ, em tới coi phòng. Dạ em chào chị. Vô đi em. Dạ. Vô. Dạ. Rộng rãi hả? Dạ. Rộng rãi thoáng mát lắm em. Dạ. Em ngồi ghế đi. Dạ, cảm ơn chị. Ý em sao? Nước đi em. Dạ, cảm ơn. Nói chung á là em thích nhà của chị á, tại vì nhà chị đẹp mà rộng rãi thoáng mát nữa, yên tĩnh.
với lại gần trường học của em. Nó tiện. Chị mới sửa lại chứ cũng gần đây à, cho nên còn mới lắm. Dạ. Chứ nữ ở mà, cho nên sạch sẽ lúc nào vậy đó. Dạ. À mà chị, hình như hồi nãy em coi phòng á, em thấy hình như là phòng đang có ai ở đúng không chị? Ừ, thì bé đang ở đó em, nhưng mà 2 ngày bé đi rồi cho nên chị mới làm giấy mà chị ba rao chứ. Khi mà tôi tới thì chị nói là có phòng, phòng sạch đẹp và thoáng mát, nhưng hiện tại là có người đang ở. Thấy tôi thắc mắc, chị ta cười nói yên tâm đi, ngày mai phòng này chuyển nên là ngày kia tôi có thể tới ở. Rồi chị ta nói vì tôi là sinh viên nên được ưu tiên bao điện, nước, phí gửi xe trong tiền phòng luôn, tổng cộng là 1,3 triệu một tháng. Nghe vậy ai chả mừng, nên tôi quyết định thuê phòng này cho tiện việc đi học. Dạ, em ở có một mình à, mà em đi học suốt á, em ở nhà ít lắm, chắc là em xài điện không có nhiều đâu. Không nhiều đâu, mà em đi xe hả? Thì em tính là nếu mà em thuê được phòng á, là em sẽ kêu người nhà em ở dưới quê á, gửi xe máy lên cho em để em có xe em đi học. Có một chiếc à, có một mình em ở thì có một chiếc xe à. Mình ở thì một chiếc là được, chứ còn nếu mà em hai chiếc á, là chị tính thêm phí á nha. Dạ, có một chiếc à, nên là chị đừng có lấy tiền em nha. Được rồi, sao? Dạ. À chị ơi, vậy còn cọc á, vậy em vô em có phải đưa cọc cho chị trước không, rồi em đưa bao nhiêu? Thì bây giờ em thích phòng á thì em phải đặt cọc trước cho chị chứ, chứ nhiều khi em nói xong rồi em đi rồi có công chị tưởng đâu em, rồi người khác thôi không được á. Thì tiền mà thuê là 1,3 triệu, thì nếu mà em thích á thì em phải đặt trước cho chị khoảng một nửa, thì khoảng 700 á em. 700. Dạ. Vậy mình có ấy hợp đồng gì không chị ha? Nếu mà em muốn đặt luôn á thì để chị vô chị lấy tờ giấy tay thôi à. Dạ thì nói chung là nãy giờ coi phòng á là em thích chỗ của chị rồi đó, thấy thoáng mát mà yên tĩnh á, em thích. Rồi gần trường học em nữa, với lại chị chủ á cũng dễ thương. Chị cũng thấy em dễ thương, chị phải đồng ý, chứ cũng nhiều người muốn thuê chị đâu có cho đâu. Dạ. Tại vì ở nhà ba chị cũng khó tính lắm, mà ồn ào ông cũng không cho ở nữa. Thôi mở đây chị vô lấy giấy chị nha. Yên tâm đi, em ở hả, em không có dắt bạn bè về quậy phá ồn ào đâu. Em chỉ ở để em học hành rồi gì thôi à, yên tĩnh lắm. Vậy chị vô chị lấy giấy nha. Dạ, vậy chị lấy giấy nha. Giờ nhà có cuốn tập này ghi đây chứ hợp đồng không có em ơi, chưa chuẩn bị trước nữa. Dạ. Sau đó thì chị ta nói còn một phòng duy nhất mà nhiều người hẹn tới coi, nên là báo tôi phải đặt cọc để giữ phòng. Vì nghĩ đi thuê phòng đặt cọc là đương nhiên, nên tôi cũng lấy 700.000 đặt cọc theo yêu cầu của chị ta. Chị ta nói thêm chiều mai người cũ dọn đi, tôi chuyển đến luôn rồi làm hợp đồng, còn giờ sẽ viết cho tôi một tờ giấy xác nhận đặt cọc. Vì tìm được phòng vừa ý nên tôi đồng ý hết. Cái hôm mà em đưa tiền cho chị á là em tới là chị nhớ ghi hợp đồng rõ ràng cho em nha, để cho em an tâm. Yên tâm đi, dạ. Có hợp đồng chứ. Với lại ba mẹ em ở dưới quê á cũng an tâm nữa. Tại em con gái á đi ra thuê một mình á, ba mẹ em cũng lo lắm. Chị ở đây á là ở mà phải hiền lành đàng hoàng chị giúp cho ở, chứ không là cô không cho đâu em ơi. Dạ. Tại vì ở chung với chị mà. Dạ. Chị yên tâm, em hiền lắm. Dạ. Cái này là chị giấy là tạm ứng trước chị 700 thôi ha. Rồi khi nào em tới nhận phòng á thì chị sẽ soạn cái hợp đồng luôn đưa cho em cho rõ ràng hơn. Dạ. Cái này là giấy tạm ứng thôi. Dạ. Vậy em giữ tờ giấy này nha chị. Dạ. Chị nhớ là giữ phòng cho em á nha. Chứ lỡ có ai mà tới cái chị đổi ý gì cho người khác là không được. Ở đó em đưa tiền cho chị rồi đó. Tiền cọc chị nhận rồi sao cho người khác thuê được em. Dạ. Nhưng mà tới ngày thì đến nhớ nha. Dạ em biết rồi, tới ngày là em tới em nhận phòng. Dạ, vậy xong xuôi rồi á, vậy em xin phép chị em về trước nha. Có bữa đó là em qua em nhận phòng. Nhớ nha, tới dạ. Ngày để nhận. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Công nhận á, phòng của chị á, nhà của chị á đẹp á mà thoáng mát ghê luôn á, em thích á. Yên tĩnh như vậy á là em học bài được nè, em về em sẽ báo cho ba mẹ em biết liền, chứ ba mẹ em vui lắm. Hên quá, may mắn là em gặp chị á. Em dễ thương ghê. Dạ, vậy em về nha. Về đi. Dạ, chào chị. Chị ơi, hôm bữa á chị nói với em á là tiền nhà là 1,3 triệu là bao gồm tất cả các chi phí luôn, sao bây giờ trong hợp đồng tới 2,1 triệu lận vậy chị? Chị coi lại giúp em coi thử có nhầm lẫn gì không, có sai sót gì không chị? Không có nhầm đâu em ơi, ở đây chị cho thuê á là hợp đồng nó vậy đó, em thích tiệm thuê em thích thôi à. Chiều hôm sau theo như đã hẹn thì tôi qua lấy phòng.
chị ta đưa cho tôi ký bản hợp đồng. Lúc này tôi giật mình vì nội dung hợp đồng hoàn toàn không như những gì chị ta nói với tôi trước đó. Hợp đồng ghi tiền phòng là 1.3 triệu một tháng, tiền điện, nước, rác, wifi mỗi khoản là 100.000 một tháng, riêng tiền giữ xe là 300.000 một tháng, tính tổng cộng thì một tháng lên tới 2.1 triệu. Tôi nói không chấp nhận vì lý do những gì trong hợp đồng không đúng như thỏa thuận. Lúc này chị ta chối và bảo tôi nhớ sai. Tức giận, tôi nói là không thuê phòng nữa, thì người này tỉnh bơ đáp không ở thì thôi. Tôi đòi lại tiền cọc thì chị ta không chịu trả. Rồi được thì thuê, không được thì thôi, đi chỗ khác thuê đi. Chị thương em, chị bớt cho em thêm một chút nữa được không chị? Ở đây chị cho thuê giá này em ơi, không có khác đâu em. Nhưng mà rõ ràng hôm bữa chị nói là 1.3 triệu mà. Vậy ý em sao? Em có đồng ý thuê thì em thuê, bây giờ không đồng ý thì thôi, đi chỗ khác thuê. Em chơi mắt đi chỗ khác thuê. Sao chị ăn nói ngang ngược quá vậy? Hôm bữa rõ ràng á chị nói với em như vậy, bây giờ là chị nói giá khác là sao? Em làm gì có tiền mà đưa cho chị? Giờ sao? Ý em sao? Em muốn nói gì? Em muốn thuê thì thuê, không thuê thì thôi nha, không nói nhiều nha. Thôi được rồi. Đây cái tờ giấy hôm bữa chị ghi biên nhận với em nè. Em có đưa cọc cho chị là 700.000 á. Bây giờ em không có thuê nữa, chị ăn nói ngang ngược vậy thôi, em cũng không muốn ở đâu. Chị trả lại cho em 700.000 đi, em không thuê nữa. Chị trả cọc cho em đi. Em giống mặt với chị hả? Em nghĩ sao em đòi tiền cọc lại? Em xin kỹ rồi đi. Chị có ghi rõ trong đó rồi, nếu em không đồng ý thuê nữa là mất cọc. Làm gì có cái luật mà em đặt cọc xong em không chịu thuê, em đòi tiền cọc lại là sao? Ý em sao? Đồng ý thì thuê, không đồng ý thì thôi, mất cọc. Làm gì có chuyện mà chị ngồi chị tiếp hoài vậy được? Chị còn nhiều việc lắm. Chị ăn nói ngang ngược thiệt á. Chị mà không trả tiền cọc cho em á là em báo công an á. Báo công an hả? Đi kêu đi. Lại đây có ai làm chứng? Ai làm chứng tôi hứa với cô 1.3 triệu. Ai xử được? Mới ra đời bị đặt thư công an với tôi hả? Đừng có mơ nha. Tôi ấm ức quá nói báo công an thì chị ta cũng không sợ, mà tờ giấy đặt cọc ghi vỏn vẹn vài dòng. Có dòng chữ trên đó là không trả lại với bất cứ lý do gì. Tôi mới bị lừa cách đây nửa tháng thì giờ đến lượt bạn tôi. Chiêu trò của bọn chúng không khác gì, vẫn giữ nguyên kịch bản cũ. Chứ như tôi như vậy bị lừa một lần là tẩn tới già. Đúng là đồ ác độc mà. Gan ta. Con nào cũng bị vậy. Ê, tôi tới rồi nè. Xin lỗi nha, tôi lại tới trễ. Tôi á chuột lỗi cho bà. Bạn sau bánh chén với lại trà tắc nè. Đừng giận nữa nha. Bực mình thiệt chứ. Ủa, tôi đã chuột lỗi với bà rồi, bà còn bực mình gì nữa. Mệt ghê á, tới trễ có tí xíu mà làm cái ghê à. Bữa nay là cuối tuần, đáng lẽ tôi đi chơi với người yêu tôi á, mà tôi bỏ hết, tôi đi qua đây tôi chơi với bà cho bà đỡ buồn. Giờ bà giận tôi đúng không? Giận tôi đi về. Ê, trời ơi, cái bà này làm cái gì dữ vậy? Không phải là tôi giận bà, mà tôi đang bực mình cái vụ tôi bị lừa nè. Vậy sao bị lừa? Tôi nhớ bình thường là bà cảnh giác lắm hả? Mà bị lừa vụ gì? Thì đây nè, bà nhìn đi. Hôm bữa tôi có đặt hàng trên cái trang thương mại điện tử. Đây là cái thông tin mà hóa đơn điện tử của tôi nè. Còn đây là cái thông tin mà sản phẩm tôi nhận được á. Bà coi thử đi. Ủa, tôi thấy hai cái mã này nó giống nhau mà. Bà so sánh với lại cái hóa đơn điện tử nè, là bà thấy liền chứ gì. Ừ ha, hai cái mã nó đâu có giống nhau đâu ta. Thì bởi vậy tôi mới tức. Vì công việc làm giờ hành chính, tối về còn phải đi dạy thêm, chỉ rảnh mỗi thứ bảy và cả ngày chủ nhật, nhưng lại muốn ở nhà nghỉ ngơi, nên tôi là tín đồ của mua hàng online. Tôi từng nghe qua những chiêu lừa khi mua hàng online nên tôi luôn cảnh giác. Vậy mà cũng có ngày mình bị lừa. Tôi ấm ức kể lại mọi chuyện cho nhỏ bạn mình nghe. Bà cũng biết tính tôi hồi giờ rồi. Mua cái gì á tôi cũng đắn đo hết trơn á. Đừng có nói là mua hàng trên mạng. Sau khi á tham khảo giá của nhiều shop trên trang thương mại điện tử, tôi mới quyết định chọn mua một shop. Thấy độ tin cậy và đánh giá của shop cũng ok lắm bà. Tôi làm các thao tác đặt hàng, mua hàng
rồi cẩn thận chụp lại cái hóa đơn đặt hàng thành công nữa. Tôi nhận hàng sau 3 ngày. Khi shipper giao hàng á, tôi mở gói hàng, rồi kiểm tra mã sản phẩm trên thông tin giao hàng trùng khớp với mã sản phẩm tôi mua, nên tôi nhận hàng rồi trả tiền thôi. Hôm bữa tôi đặt cái máy rửa mặt này á, nó về hàng cho tôi á, 3 ngày đầu tiên á, xài rất là ok. Cái tự nhiên tới ngày thứ tư á, tôi mở công tắc á, nó không chạy. Cái tôi mới tưởng đâu á, là nó hết pin. Tôi cắm vô tôi sạc nguyên một ngày trời, cuối cùng nó cũng y chang vậy. Tôi mới nhớ là cái này nó có bảo hành, tôi mới gọi lên cho shop của nó để tôi mang vốn. Cái nó ăn nói ngang ngược với tôi bà. Rồi, tôi biết là shop nó nói gì với bà luôn. Có phải nó nói với bà là nó đã giao hàng cho shipper, cho nên á là cái sản phẩm nó có bị cái gì á, nó sẽ không chịu trách nhiệm đúng không? Ừ, vừa nói xong nó cúp máy ngang luôn bà. Tôi tức mình dễ sợ luôn. Tôi định bụng á là tôi sẽ điều tra cái vụ này cho rõ ràng. Cái tôi mới nhớ chợt lại cái hóa đơn điện tử này nè, tôi mới lục lại tôi coi á. Rồi tôi coi lại cái sản phẩm của tôi thì tôi mới phát hiện ra. Bà mới phát hiện ra cái sản phẩm bà nhận được nó khác hoàn toàn so với cái sản phẩm bà đã đặt. Ừ, tôi tức dễ sợ luôn á. Cái mã sản phẩm mà lúc tôi đặt hàng á thì nó là một cái mã khác. Tới chừng tôi nhận hàng á, nó lại là một cái mã khác. Cái shop lừa đảo này á, nó tinh vi dễ sợ luôn á. Đến nỗi mà cái mã sản phẩm á, nó cũng làm cho y chang với lại cái mã trên hóa đơn. Bởi vì tôi đâu có nghi ngờ đâu. Rồi, tôi hiểu luôn. Mà công nhận á, tụi nó tinh vi thiệt luôn á. Nên á, cho dù bà có cẩn thận cỡ nào á, thì cái mã sản phẩm á, nó giống với cái hóa đơn bà nhận quá trời rồi. Cho nên á, bà chủ quan, bà cứ nghĩ đó là cái sản phẩm đúng, cho nên bà mới thanh toán tiền. Rồi cho đến khi bà sử dụng rồi á, bà mới phát hiện ra là cái hàng nó có vấn đề, cái hàng nó bị lỗi. Bà gọi lại á, nói shop, thì shop nó nói á, ngang ngược với bà. Lúc đó á, bà lấy cái hóa đơn ra, bà kiểm tra lại á, thì bà so sánh bà mới biết á, là bà bị lừa, đúng không? Ê, sao bà hay vậy? Tôi chưa kể luôn á. Bà biết luôn cái tâm lý lúc mà tôi nhận hàng luôn. Ê, đừng có nói với tôi á, bà cũng là nạn nhân bị lừa nha. Hay là... Ê, không có được nghi ngờ vậy nha. Đừng có nghĩ linh tinh nha. Tại vì á, từ nãy giờ bà nói cho tôi nghe á, là bà mua hàng xong rồi á, bà trả tiền mặt luôn, đúng không? Tôi kể lại hết việc tôi đặt hàng nè, nhận hàng, thanh toán bằng tiền mặt, rồi xài được vài ngày là hư, gọi lại máng vốn á, thì bên shop ăn nói ngang ngược, không có chịu trách nhiệm. Nghe xong á, bạn tôi khẳng định á, là tôi đã sập bẫy lừa mua hàng trên mạng. Đối tượng á, mà bọn chúng nhắm tới á, là những khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Ủa, mà tôi thấy cái chuyện á, mà mua hàng rồi thanh toán bằng tiền mặt á, nó bình thường mà, đâu có gì đâu. Trời ơi, cái bà này, sao mà bà khờ quá à? Bà đợi tôi tí xíu đi, để tôi mở này cho bà coi. Bạn tôi á, liền mở một đoạn tin tức nói về trò lừa này cho tôi xem. Thì ra hả, chiêu thức này bọn lừa đảo á, đã sử dụng từ lâu lắm rồi. Một thời gian rầm rộ rồi lắng xuống và bây giờ lại tái diễn tinh vi hơn. Sau khi người tiêu dùng chọn mua, những shop này sẽ chủ động phân loại đơn hàng thanh toán trước và đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt. Với đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ, ví và được ghi nhận, sẽ khó thực hiện hành vi lừa đảo. Bởi khi xảy ra sự cố, người tiêu dùng sẽ khiếu nại lên shop. Bởi vì khi giao dịch được xác lập thông qua thanh toán thành công bằng thẻ, ví điện tử, thì mọi vấn đề phát sinh về đơn hàng sẽ được trang thương mại điện tử can thiệp xử lý. Trong khi đó, đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt lại là đối tượng dễ dính lừa đảo nhất, trái ngược với tâm lý cho rằng trả tiền khi nhận hàng thì sẽ an toàn. Cụ thể, sau khi khách đặt mua hàng, các gian hàng này sẽ tiến hành hủy đơn hàng và lưu lại thông tin của khách, rồi chuyển cho khách món hàng kém chất lượng khác. Việc này thường diễn ra trót lọt bởi gian hàng lợi dụng việc nhiều người mua không theo dõi quá trình vận chuyển hàng, thậm chí không biết đơn hàng đã bị hủy. Đó, bà thấy chưa? Mấy cái shop này á, nó chuyên gia lợi dụng mấy cái người mà ham hàng giá rẻ. Rồi á, nó đăng mấy cái sản phẩm á, giá thấp hơn những cái sản phẩm tương đương với các shop khác. Thiệt luôn á. Chứ tôi hỏi bà nè, hàng giá rẻ ai mà không thích đúng không? Bây giờ tôi mới hiểu. Công nhận á, bọn chúng tinh vi ghê luôn á. Tôi đã cẩn thận kiểm tra hàng trước, vậy mà vẫn bị lừa. Thưa quý vị, từ rủi ro thanh toán bằng tiền mặt với các đơn hàng mua trực tuyến, khi mua hàng thì quý vị hãy nhớ là câu
tiền nào của nấy. Những sản phẩm nào được đăng bán với giá rẻ so với thị trường thì quý vị hãy thận trọng cân nhắc vì sao lại rẻ như vậy, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo mua phải hàng giả quý vị nhé. Tôi nhớ hoài cái buổi hôm đó, lớn tuổi khó ngủ nên tôi dậy từ rất sớm, pha bình trà rồi ra phía sân ngồi, thì tôi nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Tôi thấy lạ và không biết phải giải quyết như thế nào. Vì lần đầu gặp phải trường hợp như thế này, tôi chỉ nghĩ đơn giản là có ai đó chuyển khoản nhầm số tiền trên vào tài khoản của mình, và tôi thì đang cố tìm cách để trả lại cho người ta tới 50 triệu lận chứ đâu phải ít. Nhưng chừng vài phút sau là tôi nhận được cuộc gọi lại từ số lạ. Alo. Dạ chú ơi, con là Hoàng nè chú. Dạ hôm nãy con có lỡ bấm nhầm chuyển 50 triệu về tài khoản của chú á. Tại vì nhà con có người bệnh cho nên con không được tỉnh táo lắm cho chú. Vậy bây giờ bằng cách nào chú chuyển lại cho con đây? Dạ, bây giờ chút nữa chú ra ngân hàng chú chuyển lại giùm con được chú. Rồi, để hồi ngân hàng mở cửa đó, rồi chú ra chú gửi lại cho nha. Trời ơi, con cảm ơn chú nhiều lắm nha, chú thiệt là tốt á. Vậy con nhắn tin số tài khoản rồi chú chuyển lại giùm con nha. Rồi, được rồi. Ngay sáng hôm đó, chờ đến giờ ngân hàng mở cửa, tôi vội đến ngay để chuyển lại số tiền cho người đó. Cũng để chắc ăn lần nữa, tôi nhờ cậu giao dịch viên kiểm tra tài khoản của mình và thấy tài khoản của mình tăng thêm 50 triệu đúng như lời người đó nói. Dạ chú ơi, con đã chuyển ra số tài khoản của chú rồi. Đúng là có người đã chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của chú vào lúc 4:30 sáng nay đó chú. Vậy thì là cậu ấy không gạt tôi, cậu ấy chuyển nhầm tiền thiệt rồi. Bây giờ cậu chuyển giùm tôi lại cho cậu ấy nha. Ủa mà chuyển nhầm là sao chú? Hồi sáng này nè, có một cuộc gọi của một người á, gọi là chuyển nhầm tiền vào tài khoản của tôi đó, nhờ tôi chuyển lại. Thành ra mới sáng sớm tôi chạy ra đây. Tôi gặp đâu, chú cho con coi để mà số tài khoản mà chú còn chuyển thử đi chú. Rồi đây nè, số tài khoản. Dạ rồi, để con sẽ sao kê cái tài khoản của chú, để con kiểm tra thử là người chuyển tiền đến và cái người mà chú cần trả tiền lại có trùng khớp hay không nha chú. Ủa là sao, tôi không hiểu. Dạ chú đợi con một chút đi. Nghe đến đây tôi bắt đầu thấy khó hiểu rồi, nhưng mà thôi, tôi cũng ráng ngồi đợi cho cậu giao dịch viên kiểm tra, họ muốn tốt cho mình mà. Dạ chú ơi, cái người mà chuyển tiền đến cho chú và cái người mà chú còn trả tiền lại là không có trùng khớp, và đây là không có cùng một người đó chú. Ủa là sao, cho tôi không hiểu vậy. Dạ, người chuyển tiền cho chú là một người tên là Thanh, mục đích chuyển tiền là hình thức cho vay lãi suất cao thuộc một công ty tài chính với nội dung là cho Hoàng vay trong thời hạn 45 ngày. Nếu như chú không cảnh giác, chú có thể trở thành con nợ đó chú. Bèn ơi, nhưng mà tôi đâu có giữ tiền đó đâu, tôi gửi liền mà cho tôi bên đó liền mà, tôi đâu có giữ đâu, mình sao thành con nợ được. Dạ, đó là chiêu trò của kẻ gian. Chúng đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của chú. Trong trường hợp này, chú phải nên kiểm tra lại thật kỹ và không nên chuyển tiền bằng internet banking cho người tên là Hoàng. Nếu như chú chuyển thì tức là chú đã chấp nhận khoản vay này. Và sau 45 ngày thì bên công ty đó sẽ tìm đến chú và đòi lại cái khoản vay nợ 50 triệu đồng này kèm với lại cái số lời cắt cổ đó chú. Còn chuyển tiền lại và cái người chuyển nhầm vào tài khoản của chú có cùng là một người hay không, nếu như gặp trường hợp này thì chú phải xác minh thật rõ cái người chuyển tiền cho chú và cái người mà chú cần chuyển tiền lại có đúng là một người hay không. Và nếu như là chú đã xác minh thành công thì khi chuyển tiền cần phải có biên nhận và cần phải được bàn giao có người làm chứng hẳn hoi. Mình không nên chuyển tiền bằng internet banking đó chú. Tôi hiểu rồi, tôi cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ, cảm ơn chú. Tôi đem sự việc này trình báo lại cho phía cơ quan công an thì được biết thêm kẻ gian đã dùng chiêu này lừa rất nhiều người khác. Dạ cô ơi. Dạ, dạ con là Hoàng nè. Dạ, hồi nãy con có lỡ bấm nhầm chuyển 80 triệu tài khoản của cô á. Dạ, tại nhà con có người bệnh cho nên con gấp quá. Dạ. Vậy chú cô ơi, ra ngân hàng á, cô chuyển lại giùm con với cô. Dạ, 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 anh cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, vậy để nhắn số tài khoản cho cô nha. Dạ, anh cảm ơn cô. Dạ. Bọn chúng đánh vào tâm lý hấp tấp, chuyển trả lại tiền cho người chuyển nhầm. Nếu như bà con không kiểm tra kỹ mà chuyển bằng internet banking á, thì bỗng dưng bị mắc nợ với lãi suất cao, mà khi vỡ lẽ ra có kiện cáo cũng không được,
vì giấy trắng mực đen đã thể hiện rõ ràng bằng chứng chuyển tiền với nội dung á cho vay trên điện thoại. Tôi cũng mong qua chuyện này á, bà con mình nên cảnh giác, đừng vội vàng chuyển tiền ngay, mà nên đến ngân hàng nhờ người có chuyên môn giúp đỡ nha. Quang Huy xin được gửi đến quý vị khán giả một vài lời khuyên như sau. 1. Không chuyển hoàn cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng, tránh bị khởi kiện sau này. 2. Không chuyển hoàn vào một tài khoản khác tài khoản đã chuyển cho bạn, phải chờ ngân hàng giải quyết trước. 3. Khi nhận được điện thoại xưng là gọi từ ngân hàng, bạn cần kiểm tra xem đó có phải là số của ngân hàng không, để chắc chắn không rơi vào trường hợp lừa đảo chuyển nhầm tiền, bạn nên tới ngân hàng làm việc trực tiếp. 4. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, tên đăng nhập, password, ngân hàng cho bất cứ ai, kể cả họ có tự xưng là người thân, bạn bè, nhân viên ngân hàng hay công an. Tôi năm nay cũng gần 40 rồi, nhưng do sức khỏe không tốt nên không có việc làm ổn định. Hiện tại hai vợ chồng tôi đang sống cùng với ba mẹ của tôi. Mọi việc sinh hoạt của vợ chồng tôi khá là bất tiện vì diện tích căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, do khả năng tài chính có hạn nên tôi cũng đành chấp nhận. Hơn nữa, con trai đầu lòng của tôi mắc bệnh hiểm nghèo nên có bao nhiêu tiền vợ chồng tôi cũng dồn vô để chữa cho nó hết. Áp lực tài chính đè nặng nên tôi cũng cố gắng hết sức để tìm một công việc. Ngày hôm đó tôi đi phỏng vấn nhưng lại không được nhận. Buồn quá, tôi qua một quán cà phê ngồi nghỉ ngơi. Em ơi, cho anh ly cà phê đá đi. Alo, anh nghe nè. À, anh về rồi. Giờ anh đang ngồi uống cà phê, chút xíu về. À, thì hôm nay là công việc cũng không được suôn sẻ nữa rồi. Khi anh đi xin việc á, bên kia người ta có nhu cầu cao quá, mình thì không đáp ứng được. Thiệt gầu. Thôi được rồi, chuyện đó để từ từ anh lo. Còn vấn đề của con á thì từ từ mình tính, em đừng lo quá nha. Thôi được rồi, tí nữa anh về. Vậy nha. Anh à, em thấy anh có nhiều tâm trạng á, có chuyện gì mà buồn vậy anh? Chủ nhật cuối tuần mà. Tôi á thì có rất là nhiều chuyện để lo. Thôi em xin phép qua ngồi anh em mình tâm sự ha. Số là bữa nay tôi đi xin việc mà bên công ty họ có nhu cầu cao quá tôi không đáp ứng được. Hồ sơ tôi đã chuẩn bị sẵn hết trơn rồi nhưng mà người ta từ chối, người ta không nhận. Anh có muốn chia sẻ chuyện gia đình của anh rồi gì cho em nghe để cho nó nhẹ lòng không? Nó cởi mở ra tí cho nó nhẹ lòng đúng không? Lúc anh ta nói tôi kể thêm chuyện gia đình, tôi thấy cũng phân vân, bởi tôi có biết anh ta là ai đâu. Tuy nhiên trong anh ta ăn mặc cũng gọn gàng, nói năng thì lịch sự dễ nghe. Mới gặp lần đầu á nhưng tôi rất có thiện cảm. Sau một hồi cân nhắc, tôi thấy anh ta cũng là người lạ nên tôi kể một chút về hoàn cảnh của mình cũng không ảnh hưởng gì, có khi còn giúp bản thân thoải mái hơn. Nghĩ vậy tôi quyết định kể chuyện về gia đình mình cho anh ta nghe. Gia đình tôi thì chỉ có mình tôi giải quyết được thôi. Nhưng bây giờ tôi đang gói gắm quá, không biết phải giải quyết như thế nào. Gia đình tôi á, hiện nay có một mình tôi là lao động chính. Mà nhà thì không có, đang ở nhà thuê. Ở trong căn nhà chật chội, 4-5 nhân khẩu ở chung một nhà. Hiện tại công việc thì không ổn định. Con tôi á, nó thì lại mang chứng bệnh hiểm nghèo. Tôi á thì má mắc bệnh nan y nữa.
Em nghe anh nói á, em thật thương cái hoàn cảnh của anh ghê á. Nói thật với anh á, cái giàu có mà về vật chất với lại danh vọng á, nó không đáng là bao nhiêu, mà giàu có tâm hồn như anh nó mới quý. Anh hy sinh tất cả, nhưng mà số phận của một con người mà. Tôi thật với anh á, em nói thì anh không tin, chứ thật sự anh em mình có duyên, rất là có duyên luôn. Em không giấu gì anh, em là Việt Kiều về nước. Dạ. Em đang làm cho một tổ chức thiện nguyện á, phi chính phủ, mà sếp của em á là người Việt Nam luôn. Ổng có lòng bác ái, rất là thương người. Và nếu như anh không ngại thì anh cứ chia sẻ cái hoàn cảnh của anh thế nào, để em coi em giúp đỡ được gì thì em giúp đỡ hỗ trợ cho. Ý anh nói vậy là như thế nào? Tôi chưa hiểu rõ lắm. Là như thế này, là bên cái hội, cái tổ chức thiện nguyện của tụi em á, thì thực sự ra nói với anh đâu hay là tụi em có tổ chức người Việt Nam mình, khu vực trung tâm thành phố mình, những bà con có hoàn cảnh neo đơn khó khăn, tụi em sẽ hỗ trợ về nhà ở miễn phí. Và tụi em sẽ hỗ trợ về, nếu như ai có bệnh tật đau ốm, tụi em sẽ hỗ trợ chữa bệnh miễn phí. Nếu nói như vậy á, thì anh xem cái hộ gia đình của tôi thì có phù hợp với bên công ty của anh hay không? Thì anh cứ chia sẻ thật với lại cho em. Nếu như em thấy được thì em về em làm hồ sơ, xong em nộp lên cấp trên của em phê duyệt đàng hoàng đâu ra đó hết, thì mới xuống hỗ trợ cho gia đình anh được. Khi anh ta nói như vậy á, tôi thấy mừng lắm. Đúng là ông trời có mắt mà. Cuối cùng á, cũng có một phương án giải quyết cho những khó khăn và bất hạnh của tôi. Tuy nhiên, thấy mọi thứ có vẻ dễ dàng quá, nên tôi cũng có chút nghi ngờ. Tôi hỏi thêm thông tin á, thì anh ta cũng chia sẻ thật lòng là rất nhiều người có hoàn cảnh như tôi, nên những suất hỗ trợ á, còn rất ít. Anh ta cũng cố gắng giúp đỡ, chứ không phải nói là chắc chắn được. Tôi dần dần tin những câu chuyện mà anh ta nói là sự thật. À, cái này là card visit của em. Anh cầm. Dạ vâng. Thì cái câu chuyện của anh á, em nghe em nãy giờ em cũng đã cảm nhận được hết rồi. Thì em cũng biết vậy. Thì anh về anh liên lạc số điện thoại của em ở trong đó. Thì anh em mình trao đổi nhiều hơn. Em đề xuất lên công ty duyệt hồ sơ cho anh. Cảm ơn anh nhiều. Có gì đâu anh. Anh em mình may mắn tự nhiên có duyên. Anh em mình ngồi với nhau bữa sáng hôm nay, đó là một cái duyên. Vậy chúc anh sức khỏe. Em cũng bận công việc gấp quá, phải đi. Dạ, cảm ơn anh nha. Chào anh nha. Tính tiền em ơi. Sau khi về nhà vài bữa, anh ta có gọi lại cho tôi, nói rằng hồ sơ của tôi đã được cấp trên thông qua và đồng ý. Lúc đó tôi vui lắm. Tôi vội vàng kể cho mọi người trong nhà. Ai nghe xong cũng mừng. Sau đó tôi gọi lại cho anh ta để hỏi han thêm một số thủ tục. Thì anh ta có nói là sẽ qua trực tiếp nhà tôi để bàn bạc và hoàn thành nốt một số giấy tờ. Hôm đó tôi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón tiếp anh ta. Chào anh. Chào anh. Mời anh chị ngồi. Dạ. Mời anh chị uống nước. Em cảm ơn anh. À, hai bát đó anh. À, hôm nay á đến lịch khám bệnh định kỳ nên sáng sớm tôi có chở hai người lên viện rồi. Còn vợ của tôi á thì đang ở trên bệnh viện với thằng con trai. Dạ. À, xin giới thiệu với anh, đây là Như. Dạ, là thư ký của riêng em. Dạ. À, mình vào thẳng vấn đề luôn anh ha. Ừ, cũng như anh em mình đã thảo luận ở qua điện thoại rồi đó, thì hôm nay em xuống á, thì có hai vấn đề. Trước tiên á là về bệnh tình sức khỏe của con trai anh. Thì bên em đang cần anh cung cấp cái hồ sơ bệnh án của cháu để em gửi về cho các nhà hảo tâm. Người ta sẽ chọn một bệnh viện nào đó uy tín để điều trị cho cháu. Cái vấn đề đó thì để một tí nữa rồi vợ tôi về á, thì tôi nói vợ tôi chuẩn bị đưa cho anh. Vậy rồi còn có cần thêm thủ tục gì nữa không anh? Dạ, cái vấn đề thứ hai á là vấn đề nhà ở. Thì xung quanh thành phố thì có rất là nhiều dự án nhà ở xã hội của tụi em.
Nhưng mà thực sự ở gần anh á, để không có đảo lộn cuộc sống và công việc của vợ chồng anh, thì còn 3 căn, anh chọn 1 căn. Anh thấy sao? Để tôi chọn căn này đi. Nhưng mà cho tôi hỏi cái này cái. Dạ. Tức là khi tôi chọn về, tôi dọn về đây tôi ở á, thì tôi có phải mất phí gì không anh? Dạ, vấn đề phí á thì bên công ty của em á thì nó thực sự với anh là có giữ phí anh là 60 triệu. Ủa? Phí gì sao mà tới 60 triệu nhiều quá vậy? Tôi đâu có tiền. Từ từ để nghe em nói. Cái 60 triệu đó thực sự ra không phải là phí tụi em thu anh đâu, nhưng mà đó là phí giữ chân anh. Vì giữ chân anh, lỡ như ví dụ anh vào anh ở, như bây giờ hiện trạng xảy ra, nhiều người người ta giả nghèo á, người ta vào người ta ở xong người ta lấy nhà, người ta cầm cố hoặc là người ta bán gì đó, thì bên em mất uy tín lắm, anh hiểu không? Có nhiều người người ta cờ bạc đồ lùm la, người ta cầm nhà người ta bán đó, thì mất uy tín bên công ty của em. Thì bây giờ em nói thật với anh, cái phí này là giữ cái chân thôi. Sau này mà vợ chồng anh làm ăn á, điều kiện có khá giả tí, thì mua miếng đất các cái nhà ở ngoài á, thì trả nhà lại cho bên phía công ty của em, thì bên công ty em sẽ hoàn trả lại số tiền này cho anh. Cái vấn đề này á, thì thực tế ra hiện tại tiền mặt thì tôi không có, nhưng mà để cho tôi suy nghĩ thêm, rồi tôi bàn lại với vợ tôi, rồi có gì tôi cho anh hay sao, đúng không? Thôi thì anh cứ suy nghĩ kỹ lại đi. Bởi vì á, cái số tiền mà anh chị ở trọ vậy nè, nó sẽ rất là tốn. Thì anh nghĩ đi, có 60 triệu à, mà anh có được sở hữu được cái nhà xã hội, anh ở được tới cả đời luôn nếu như anh không mua nhà khác đó. Thì với lại nó thuận tiện. Thứ nhất á, là công ty của em á, đang có dự án á, là gần ngay chỗ anh ở nè, gần ngay chỗ công ty của anh chị làm công việc nữa, nên nó thuận tiện, nó không đảo lộn cuộc sống của anh chị. Thì anh cứ suy nghĩ kỹ lại. Thôi được rồi, để tôi về tôi bàn lại với gia đình, rồi ngày mai tôi cho anh hay nha. Anh về bàn với chị, thu xếp sớm sớm. Bởi vì cái khu này còn nhiều hộ rất là khó khăn, mà dự án này chỉ còn có mấy căn đó thôi. Thì anh cứ suy nghĩ sớm nha. Vậy ha. Ok, chào anh ơi. Mình cảm ơn anh chị nha. Đó rồi, ok. Mọi chuyện có vẻ quá trùng hợp. Quý vị có thấy như vậy không? Người đang bế tắc, cần nhà ở, cần tiền trị bệnh cho con, thì lại gặp được người sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng nhà đâu chưa thấy, việc điều trị cũng chưa, chỉ biết là người cần được giúp lại phải chạy vậy vay tiền. Liệu có gì bất ổn ở đây? Thật sự á, thì số tiền đó đối với gia đình tôi lúc này á, không phải là nhỏ. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc với mọi người trong gia đình, tôi thấy số tiền đó thật sự là quá hời so với những thứ mà gia đình tôi có được. Hơn nữa, anh ta cũng rất chân thành, không hề ép tôi đóng tiền mà cho tôi tự quyết định có làm hay không. Suy đi tính lại một hồi, hai vợ chồng tôi có chạy dạy khắp nơi để vay cho đủ số tiền mà bên tổ chức đó yêu cầu để đóng phí. Sau khi chuẩn bị đủ tiền, tôi có gọi lại và được hẹn ra một quán cà phê để hoàn thiện nốt giấy tờ. Chào anh, tới lâu chưa? Cũng nãy giờ rồi. Anh chị uống gì kêu đi. Thôi được rồi anh, xíu nữa tụi em phải có cuộc họp gấp á, gặp những nhà mạnh thượng quân á, nên mình vô công việc vấn đề luôn đi anh. À, thì cũng như hôm qua tôi nói là sẽ bổ sung hồ sơ thêm về bản án của con tôi đó. Thì đây là hồ sơ, với lại còn có số tiền 60 triệu mà như anh nói hôm qua đó, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Để em coi hồ sơ lại có đủ không nha anh. Em đưa cái giấy bàn giao nhà cho anh. Anh ký. Lật tờ cho anh ký nè. Chỉ cho anh.
Rồi cái này giờ tôi ký ở đâu? Đây, anh ký đây một. Còn đâu nữa? Đây. Rồi cái này. Anh giữ cái này tới ngày giao nhà anh lên nhận nha. Anh cắt cái này vậy? Cái hoàn cảnh của anh á, bên em có về trình bày với công ty thì công ty có hỗ trợ bên gia đình anh 10 triệu trong cái thời gian mà nhận nhà, anh nhận giúp cho bên quý công ty em vui. Được rồi, anh cho tôi gửi lời cảm ơn quý công ty nhiều lắm nha. Không sao đâu anh. Anh em gặp xong, em gấp công việc cửa họp quá. Lại nha. Yeah. Sau buổi gặp ngày hôm đó, nhiều tuần trôi qua mà tôi không thấy thông tin gì từ anh ta cũng như tổ chức đó. Tôi cũng hơi lo lắng nên đã chủ động gọi điện lại để hỏi xem tình hình thế nào thì không liên lạc được. Tôi gọi nhiều lần vẫn vậy nên đã đến tận trụ sở của tổ chức như trong hợp đồng thì mới phát hiện đó là địa chỉ ma. Lúc này tôi mới biết mình bị lừa nên đã dội lên cơ quan công an trình báo. Sau quá trình điều tra, họ đã bắt được tên lừa đảo. Lúc đó tôi mới hiểu được thủ đoạn mà hắn sử dụng để lừa tôi. Alo, tôi nghe rồi bà. Ê, đang làm gì đó? Đi ăn uống gì không? Thôi, ăn uống cái gì? Có tiền đâu mà ăn uống, hết tiền rồi. Trời ơi, sao cái tật than hoài không bỏ vậy bà? Rồi tìm được việc chưa? Chưa, đâu có làm gì đâu. Mà bên bà có chuyện gì không? Giới thiệu cho tôi làm với. Ủa, mấy cái công ty mà tuyển người hôm bữa tôi gửi cho bà á? Bà không ưng ý luôn á hả? Không phải là không ưng ý. Nhưng mà bà biết rồi đó, tôi đâu có làm được giờ hành chánh đâu. Nội mà đưa đón ba đứa nhỏ thôi cũng hết giờ hết ngày rồi. Tôi chỉ làm được việc bán thời gian thôi à. Thiệt tình, khổ tâm dễ sợ luôn á. À, tôi thấy nó đang rộ cái vụ mà làm công tác viên cho mấy trang bán hàng á bà. Bà liên hệ hỏi thử coi xem sao. Ở thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, thì việc hai vợ chồng nuôi ba đứa con nhỏ ăn học thiệt là điều không dễ dàng. Do đó bắt buộc chồng tôi phải làm việc nhiều hơn, thường xuyên đi làm xa nhà. Tôi thì sắp xỉ gần 40, bằng cấp cũng không cao nên khó để tìm một công việc hành chính văn phòng. Chưa hết lại phải chăm sóc đưa đón ba đứa nhỏ, thành thử chỉ có thể tìm công việc thời vụ, không bị bó buộc về thời gian để mà làm. Tôi có tìm hiểu nhiều trang bán hàng tuyển cộng tác viên và khá là quan tâm đến một trang bán hàng của một công ty mỹ phẩm nhập khẩu. Tuyển cộng tác viên đăng bài báo, công việc chủ yếu bán hàng mỹ phẩm, thu nhập từ 8 đến 15 triệu một tháng. Sau khi đọc phần tin tuyển dụng thì tôi nhìn thấy thu nhập mà khi làm cộng tác viên á là từ 8 đến 15 triệu một tháng, nghe khá là hấp dẫn. Nếu như mà mỗi tháng tôi kiếm được chừng này tiền á thì sẽ có thêm khoản chi phí cho gia đình, vợ chồng con cái cũng dễ thở hơn. Alo. Dạ cho em hỏi có phải số điện thoại của chị Mai không ạ? Sau khi gọi điện thoại thì người phụ nữ tên là Mai có nói sơ qua công việc của tôi là cộng tác viên, bán các mặt hàng mỹ phẩm dưỡng da, được công ty nhập khẩu trực tiếp, bán được bao nhiêu thì có tiền bấy nhiêu. Tôi quyết định hẹn gặp chị tại quán cà phê để trao đổi chi tiết hơn. Đây là cái card ship của em. Dạ, em là trưởng bộ phận kinh doanh ở khu vực này.
thì em không có thời gian nên hôm nay em sẽ trao đổi công việc trực tiếp với chị luôn. Dạ. À thì công ty của em á thì có rất là nhiều sản phẩm. Chị, đây là tất cả hàng mẫu của bên công ty em á, chị coi đi. Dạ. Ở trong á thì là nó có dán nhãn mác tem chống hàng giả đó chị. Rồi dạ. Cho chị hỏi xíu về công việc đó em. Dạ. Tức là cái công việc của chị á, là chị sẽ đăng cái sản phẩm của em lên trang cá nhân của chị, hay là chị đi bán trực tiếp, hay là chị phải bỏ tiền ra mua sản phẩm của công ty em về rồi chị bán cho khách hàng của chị? À, cái này thì em giải thích thêm cho chị biết á. Thật sự mà nói á, thì ban đầu tôi đi gặp chỉ là muốn tìm hiểu thêm, chứ chưa có ý nghĩ là đi gặp là có việc và nhận được việc liền đâu. Nhưng chỉ qua khoảng thời gian ngắn trao đổi, tôi gạt bỏ đi ý nghĩ đó. Thứ nhất, ấn tượng ban đầu á, mà khi gặp chị ta là một kiểu phụ nữ thành đạt. Chị ta có giải thích khá là rõ ràng, dễ hiểu. Thứ hai là về công việc. Tôi từng nghe nói có những công ty ra chính sách là bắt buộc các cộng tác viên phải tự bỏ tiền túi ra mua sản phẩm về rồi bán lại. Nhưng công ty này á, thì không. Tôi không cần phải bỏ vốn ra gì hết. Trái lại á, là việc mỗi ngày của tôi là đăng bài quảng bá sản phẩm là được tiền liền à. Chưa kể tôi sẽ được thêm tiền hoa hồng trên số sản phẩm mà bán ra. Số tiền hoa hồng cũng khá là cao. À, chị hiểu rồi. Tức là giá của công ty của bên em giao cho chị là 350.000. Chị dạ. Muốn bán bao nhiêu cũng được nhưng mà không có vượt qua 550.000 đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cho chị hỏi là nếu như mà chị không có bán được hàng á thì chị có cần được làm cộng tác viên với lại công ty của em không vậy? Tại vì chị lo lắng là đó giờ chị không có đi làm, bây giờ mới làm á, cho nên sợ là chưa có khách á. Trong trường hợp mà 2 tháng mà chị không có bán được mặt hàng nào hết á thì bên em sẽ chấm dứt hợp đồng nha chị. Còn nếu á mà chị trong vòng 1 tháng mà chị vượt chỉ tiêu đi, chị bán được nhiều mặt hàng thì bên em sẽ có thưởng và chiết khấu phần trăm cho chị rất là cao. Vì công ty của em á là muốn mở rộng thị trường nên có nhiều ưu đãi cho cộng tác viên lắm chị. Chị có thể là đăng bài trên trang cá nhân, trên hội nhóm, mà chị chỉ cần mỗi ngày là đăng khoảng 5 bài thôi thì bên công ty em sẽ trả cho chị là 40.000, là không bán được nha. Còn nếu mà chị bán được á là bên em sẽ trả cho chị là 80.000 cộng với là cái phần tiền chênh lệch nữa đó chị. À, chị hiểu rồi. Mỗi ngày chỉ cần đăng 5 bài trên trang cá nhân là chị sẽ được công ty hỗ trợ 40.000. Dạ, đúng nếu rồi. Như bán được hàng nữa thì sẽ được 80.000 và cái phần tiền chênh lệch của sản phẩm. Dạ đúng rồi đó chị. Không cần bỏ vốn, thời gian làm việc lại thoải mái, bán được nhiều sản phẩm á, thì có nhiều tiền. Nếu như mà được làm cộng tác viên cho công ty á, thì tôi cũng tăng thêm cái thu nhập, dù có thời gian chăm sóc cho gia đình. Mặc dù á, là có áp lực về doanh số, nhưng đó là để tôi cố gắng đạt chi tiêu. Nhưng lúc đó thì tôi vẫn còn phân vân lắm. Vừa lúc ấy á, thì chị ta đưa cho tôi cái hợp đồng cho xem. Tôi đọc kỹ các điều khoản á, thì hoàn toàn có lợi cho cộng tác viên. Mọi thứ đều rất là chỉnh chu, không có gì khiến tôi phải nghi ngờ hết. Dạ thì hình thức bên em á là nếu mà khách hàng mà muốn mua sản phẩm á thì chị chuyển khoản cho bên em, xong rồi á em sẽ chuyển sản phẩm đó cho chị để chị giao cho khách hàng á chị. Trước mắt á thì đây là một công việc mà tôi thấy hoàn toàn phù hợp với mình. Tôi cũng có nhiều bạn bè bán nhiều mặt hàng khác nhau rồi mở spa này nọ, nên tôi hoàn toàn có thể hy vọng mình sẽ bắt được hàng và số tiền tôi kiếm được là không giới hạn. Ngoài ra sản phẩm đây lại được nhập khẩu đàng hoàng, có tem chống hàng giả hẳn hoi nữa. Cách thức mua bán thì thanh toán rõ ràng, công ty hỗ trợ đổi trả sản phẩm nếu như mà có sai sót. Tôi yên tâm và đồng ý ký hợp đồng. Ký bên đây ha. Dạ đúng rồi chị. Một cuộc ký kết hợp đồng làm cộng tác viên bán hàng mỹ phẩm diễn ra nhanh chóng. Chị Xuân vui vẻ vì tìm được công việc phù hợp với thời gian và có thêm thu nhập nhờ vào công việc đơn giản như thế này. Nhưng chị đâu ngờ rằng chị đã bước chân vào một cái bẫy đã được dàn dựng hoàn hảo. Sau gần 3 tuần bắt tay vào việc á, thì tôi cũng bán được hàng và càng tin tưởng hơn với cách thức làm việc chuyên nghiệp của chị ta. Chỉ cần tôi chuyển khoản tiền đặt hàng xong á là chị ta gửi hàng cho tôi ngay trong ngày.
Tiền phí đăng bài quảng bá sản phẩm và tiền chiết khấu bán hàng lại được thanh toán sòng phẳng. Khách đặt hàng xong thì có lời khen về sản phẩm nữa. Mọi thứ đều đang diễn ra rất là tốt đẹp. Ngày hôm ấy, sau khi mà đóng gói chuẩn bị giao cho khách thì tôi nhận được tin nhắn từ một khách lạ. Alo, chào em, chị là Xuân á, hồi nãy có nói chuyện với em á. Em vừa mới nhắn tin cho chị trao đổi về sản phẩm mỹ phẩm á em. À dạ đúng rồi ạ, tại vì em cũng bán hàng online á, em nghe bạn em giới thiệu, em tính lấy hàng bên chị á. Em muốn lấy sỉ bên chị để bán lại á, chị báo giá cho em được không ạ? Hồi nãy thì như em trao đổi với em á, hồi nãy em đòi mua là 10 sản phẩm. Thì vậy chị sẽ lấy giá với em là 450.000 một sản phẩm ha. Nếu như mà em đồng ý thì em chuyển khoản cho chị, với lại cho chị địa chỉ là em ở đâu vậy? Dạ em ở Long An. Em thấy cái giá đó cũng ok á. Vậy khi nào chị giao được cho em chị ha? Em đặt cọc trước cho chị 50%, thì nhắn cho chị địa chỉ rõ ràng thì 2 ngày sau chị chuyển hàng cho em liền ha. Đặt cọc 50% luôn hả chị? Tại vì hả, đây là lần đầu tiên em lấy hàng bên chị á, nên là em cũng hơi lo. Vậy bây giờ em đặt trước cho chị 500.000, rồi những lần sau á thì em đặt cho chị luôn 50% được không chị? Chị thông cảm cho em nha, tại vì hả, đây cũng là lần đầu tiên á em mua hàng bên chị thì chị lo em cũng lo. Dạ thì hình thức bên em á là nếu mà khách hàng mà muốn mua sản phẩm á thì chị chuyển khoản cho bên em, xong rồi á em sẽ chuyển sản phẩm đó cho chị để chị giao cho khách hàng đó chị. Nói thiệt chứ lúc đó tôi lo lắng lắm, vì cách thức nhận giao hàng á là tôi phải chuyển khoản đầy đủ tiền hàng trước, rồi sau đó bên công ty á mới chuyển hàng cho tôi. Nếu như khách đặt chỉ có 500.000 á, lỡ như họ bùm hàng là coi như tôi lỗ vốn, nên tôi từ chối ngay. Trời, em mua số lượng nhiều như vậy mà em đặt cọc cho chị có 500.000 rồi. Chắc là không có được em ơi, chắc là chị không có nhận đơn hàng này đâu. Vậy thôi giờ như vậy, em chốt luôn, em đặt cho chị 800.000. Giá đó là hết cỡ rồi á chị. Còn nếu mà chị cảm thấy không được á thì thôi chắc em đặt chỗ khác. Sau khi từ chối đơn hàng này thì tôi hơi tiếc. Chỉ cần bán được đơn hàng này thôi thì tháng này tôi đã vượt doanh số bán hàng mà công ty đưa xuống. Tôi cẩn thận vào trang cá nhân của cô ấy xem, thì quả thật trang này đang bán mỹ phẩm thật. Lượt thích trang và lượt đánh giá cũng khá cao. Thiệt là tôi không có muốn bỏ lỡ khách hàng này, vì biết đâu sau này cô ấy sẽ thành mối quen của mình. Cũng đã gần đầu tháng, đủ thứ tiền phải chi trả, nên tôi quyết định nhận đơn hàng này và gọi lại cho cô ấy. Thôi được rồi. Chị sẽ bán cho em cái đơn hàng đó. Thì em chuyển cọc cho chị đi ha. Rồi sau 2 ngày chị sẽ chuyển hàng cho em. Dạ vậy thì tốt quá. Mà chị hứa là hàng phải đảm bảo chất lượng nha chị. Nếu mà chất lượng á là em hứa luôn, những lần sau á là chị em mình hợp tác lâu dài. Rồi ok em ha. Có chút lóa mắt trước khoản lợi nhuận từ việc bán đơn hàng này, nhưng phần lớn chị Xuân đồng ý, vì chị đang cần tiền để lo cho các khoản phí sinh hoạt. Vân Vy cũng muốn làm công việc này lâu dài, chị đành phá vỡ nguyên tắc của mình là chỉ nhận cọc 800.000 cho đơn hàng gần 5 triệu đồng. Chị liền gọi lại cho Mai để đặt hàng như trước giờ chị vẫn thường làm. Em nghe chị Xuân ơi. Alo Mai hả? Mai ơi, chị mới có khách hàng mới đặt 10 sản phẩm lận. Gửi hàng cho chị rồi chị chuyển tiền cho em liền nha. Dạ ok chị. Vậy thì chị chuyển tiền cho em đi, rồi em sẽ gửi hàng cho chị.
À, mà em thông báo với chị luôn nha, nếu mà tính đơn hàng này á, thì tháng này chị đã vượt chỉ tiêu và có thưởng rồi đó chị. À, vậy hả? À, cảm ơn em nha. À, thôi được rồi, để chị chuyển tiền cho em gửi hàng cho, gấp gấp cho chị nha, vì khách hàng bên đây hối lắm á. Dạ, 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 chị. Người mua sỉ và đơn vị cung cấp sản phẩm cho chị Xuân sao lại ngồi chung với nhau? Đến đây, chắc hẳn quý vị đã bắt đầu hiểu ra màn kịch lừa đảo được dàn dựng tinh vi này rồi. Và nạn nhân là chị Xuân bao giờ mới biết mình bị lừa khi mà việc buôn bán đang trôi chảy. Vừa nhận được đơn hàng lớn lại vừa vượt doanh số và lời hứa hẹn được thưởng. Quý vị cùng theo dõi tiếp nhé. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện. Sau khi chuyển khoản xong, tôi gọi lại để thông báo chị ta biết thì điện thoại chị ta đã khóa máy, ngõ ngoài cũng được. Tôi liền gọi cho khách hàng để báo là giao trước một ít. Trời ơi, hàng như vậy là không, hàng không tới là phải gọi cho khách hàng mới được. Gọi cho ai cũng không được. Tôi bắt đầu nghi ngờ có chuyện rồi, không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person is a call. Lúc này tôi bình tĩnh nhớ lại mọi việc, từ hợp đồng cho đến điều kiện làm cộng tác viên đều quá là dễ dàng thuận lợi. Người khách nữ mua hàng á thì mua bán nhanh lắm, không hề trả giá hay là kỳ kèo gì hết. Thì vậy chị sẽ lấy giá với em là 450.000 một sản phẩm ha. Em thấy cái giá đó cũng ok á. Tôi tức mình, tôi liền chụp lại bản hợp đồng thời vụ cũng như đoạn tin nhắn đặt mua hàng và cả trang cá nhân của người mua hàng để cho bạn tôi biết mà phòng tránh. Ai dè đâu, có rất là nhiều người cũng sập bẫy như tôi. Chiêu trò của bọn chúng rất là hoàn hảo. Người cộng tác thời gian đầu sẽ có đơn hàng liên tục, việc cộng tác mua bán trôi chảy. Thật ra thì những khách hàng đặt hàng trong vòng một tháng đầu đều là tài khoản ảo mà kẻ gian tự tạo nên để chúng tôi thấy công việc này quá là dễ dàng. Rồi đến một ngày, người cộng tác nhận được đơn hàng giá trị lớn, ham tiền lời, tiền hoa hồng, rồi tiền thưởng vượt danh số. Người cộng tác viên liền lấy hàng từ đơn vị cung cấp để mau chóng bán lại. Nhưng mà khi tiền đã chuyển đi rồi thì cũng là lúc đơn vị hợp tác bấy lâu mất tích luôn. Người vừa đặt mua cũng không liên lạc được, số tiền gom góp cho đơn hàng lớn không cánh mà bay.